Kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023 đang đến rất gần. Tình trạng quá tải, chậm chuyến, hủy chuyến, thiếu xe đi lại tại sân bay Tân Sơn Nhất đang là nỗi lo của nhiều hành khách. Để hạn chế thực trạng này, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cùng với các đơn vị liên quan cũng đã sớm lên kế hoạch tăng cường nhân lực, mở rộng hạ tầng, đồng thời có các phương án điều tiết xe ra vào sân bay để tránh ách tắc, tạo sự thuận lợi đi lại cho người dân, ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông Tấn. Khu nhà chờ bus lăng ở ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất với diện tích hơn 800 m², gồm có 4 cửa ra máy bay vừa được đưa vào hoạt động. Nhà chờ này có thể phục vụ hàng nghìn hành khách mỗi giờ, qua đó giảm tải áp lực cho các khu vực khác. Thuận tiện hơn, khách sẽ kiểu dễ tập trung hơn, có chỗ ngồi, lúc đó thì hơi bị ngợp, còn bây giờ thì em cảm giác khá là thoải mái khi mà ngồi chờ. Mà kiểu ví dụ mà tới quá sớm thì ngồi chờ cũng cảm thấy thoải mái, cũng không có vấn đề gì hết. Để phục vụ tốt nhất cho người dân trong cao điểm Tết năm nay, sân bay Tân Sơn Nhất đã chuẩn bị kỹ càng phương án phục vụ, trong đó tăng cường thêm các máy soi chiếu an ninh, huy động nhiều lực lượng thanh niên tình nguyện hướng dẫn hỗ trợ hành khách nhanh chóng làm các thủ tục. Dự kiến vào cao điểm Tết, các hãng bay sẽ không kiểm tra giấy tờ tùy thân tại cửa ra tàu bay để giảm ùn ứ cho hành khách. Cảng đã thống nhất và phối hợp với các đơn vị phục vụ như hãng hàng không và các đơn vị liên quan của cảng để làm sao đảm bảo cái phương án phục vụ Tết được tốt nhất cho hành khách đi lại. Về cụ thể thì hiện nay thì cục hàng không vừa rồi thì đã triển khai cái việc mà cung cấp slot máy Tết cho các đơn vị. Trong khung ngày thì có khoảng là 13 khung tăng thêm được 2 chuyến một khung đấy. Thế còn ngày ban đêm thì hiện nay vẫn đang cân nhắc cái lượng khách để các hãng hàng không bán vé. Sân bay cũng sẽ phối hợp với các lực lượng liên quan để chấn chỉnh tình trạng taxi dù, xe công nghệ trá hình, chặt chém giá cước trước và sau Tết, đồng thời kiến nghị các sở ngành cho phép sử dụng bãi đệm rộng 3.500 m², khu vực tiếp giáp ga quốc tế, giúp điều tiết xe taxi, xe công nghệ, xe buýt để quay vòng cho hai nhà ga. Tổ chức các tuyến xe buýt phục vụ nhu cầu đi lại của sân bay cho tốt nhất. Và chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với sân bay để lên kế hoạch giờ bay để các tuyến xe buýt điều chỉnh và có cái biểu đồ giờ cho nó phù hợp với cái nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là trong cái dịp Tết âm lịch này. Theo dự báo, cái nhu cầu đi lại của sân bay cũng sẽ tăng rất là cao. Giai đoạn cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán sẽ bắt đầu từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023. Sân bay ước tính đón hơn 3,8 triệu khách với gần 27.000 lượt chuyến bay. Rút kinh nghiệm từ thực tế những năm vừa qua, năm nay sân bay Tân Sơn Nhất đã chuẩn bị đầy đủ mọi phương án để sẵn sàng phục vụ tốt nhất cho người dân.